là phần dự thi của các đơn vị. Mở đầu chương trình là phần trình diễn của các em thiếu nhi đến từ đơn vị quận Cầu Giấy với các tiết mục Múa tập thể, Hà Nội mến yêu của em, sáng tác Bùi Anh Tú, biên đạo múa Hoàng Trường.